Hôm nay sẽ đi ăn sứa hay còn gọi sashimi kiểu Việt Nam để giải nhiệt. Ta để đi một quán nổi tiếng nhất là 70 Hàng Chiếu. Thì để đi vào gần nhất thì các bạn nên gửi xe ở chỗ 19 Hàng Khoai, ngay cạnh chợ Đồng Xuân. Thì để đi bộ vào chỉ còn mất khoảng có một phút là đến nơi rồi. Để chìa khóa đây. Có cần lấy vé không? Có vé đường bày bán hàng khô rất là nhiều, hoặc là đây quả thật thủ đồ khô. Đây đường vào chợ Đồng Xuân. Dành một ngày ăn tất cả các đồ trong chợ Hồng Xuân. Đây này, các bạn Tây nhìn như hoa quả rất là thích. Nhưng mà xin thưa các bạn hoa quả trên hoa quả thì bắt mắt thế thôi, nhưng mà hoa quả chợ Hồng Xuân này là toàn hàng tàu rất là nhiều. Chúng ta đã ở phố Hàng Chiếu rồi. Phố Hàng Chiếu thì đi ra đường. Bảy mươi Hàng Chiếu các bạn nhé. Chắc kia rồi. Chắc đây rồi. Chuẩn luôn. Cái cửa hàng này nó nghỉ để mình ngồi. À, chị vẫn bán ở đây. Người nhá, em đang quả trứng sống nhá. Quả trứng sống á. À, khỏe. Đây là đậu nướng. Đậu nướng. Nhưng mà nghệ. Nướng nghệ. Tốt hơn mình là ngâm qua nghệ. Đây. Cái này đặt nhà hàng. Sữa đỏ ở đây.
đa số Hải Phòng cũng Thái Bình nhiều. Chị người Hải Phòng. Nhìn trông rất đơn giản này, nhưng gồm có sữa đỏ này, phòng củi dừa, dừa tẩm nhạt lên. Em xin nhé. Ớt cay đấy. Ớt rất là cay. Báo mấy túi về. Tiểu Án thì bây giờ chuyển sang chỗ 66 hàng 9. Được. Chúng ăn rất là mát, một ít mì thanh, chấm miếng tôm rồi. Sashimi sẵn. Cứ phải gấp nước này đúng không?
Không ngừng, không buồn uống nước. Món ăn chơi nhưng mà có cái cùi dừa nó đậm vào nên ăn này cũng sẽ khá là đầy bụng, no bụng không phải đầy bụng. Đầy bụng hiểu theo nghĩa khác thì cũng không tốt. No bụng. Sứa cho mắm tôm xong rồi ăn chè, không biết nó có đá nhau. Mày đi ăn đi, mày đi lấy đi đâu? Ai cũng đi ạ. Đặt quần áo lên con chưa? Rồi. Chín ba tuổi vẫn ăn mía được. Vẫn cứ cô thuốc thì vẫn ăn mía tốt. Con sữa đấy. Bà cháu 92 tuổi giờ chỉ uống sữa. Vâng, lại mía tốt, kẹo lạc qua tố bạc cũng còn mò tờ gương tầm lạc cũng ra mấy cái kẹo lạc. Chuẩn mía răng tốt.
bắt thì còn là hơi lãng thôi, vẫn gọi là vẫn thu hà cái cá nhân vệ sinh vẫn nên tốt. Không đặt thì không có mía, mua nước mía về các bạn. Bài vị tiên là ta uống nước mía nhá, tao ăn mía nó vẫn nước mía. Bây giờ ăn mía ta chưa đi qua thì sẵn nước mía không tao uống. Tốt đấy, uống ăn tốt đấy, kẹo lạc vẫn thái tốt. Bán cho năm 17 tuổi. 17 tuổi. Vâng. Theo mẹ thì năm 17 tuổi theo mẹ. Vâng. Cái món này gốc là ở Hải Phòng. Gốc Hải Phòng. Thế đời bà là có ở Hải Phòng không? Cũng dân là nội hết. Xưa phải đánh bằng tàu đi tàu. Đi ra thuyền mua. Hồi xưa nó có nhiều thế mà. Hết chạy không có một con chứa nào. Mà hồi xưa làm gì có cái kiểu lưu trữ như bây giờ. Cứ một tháng thôi, đấy, quanh năm. Biển không có nhiều thế đâu. Bây giờ kiểu là mình... Nó càng cái là nếu mà già nó phải càng đi hết, cứ đi hết. Quanh đá nó phải đi hết. Cái này mình bán đến tháng 10 là mới hết. Chơi tàu. À, bánh chơi tàu. Bán nước chè tươi. Nước chè tươi cũng không phải không giỏi. Vâng. Chè tươi. Bán ngô, bánh chuối, ở đây chuối là chị nhá, mà chan bây giờ ngon cực. Có 4 đông tây mà mua 3 cái ngô thì giảm được 5 nghìn. Rồi 5 nghìn mua gốc ngô. Nó làm mẹ với tao 1 miếng rồi, nó sẽ giảm thế. Nên là mua tao cắn một cái gốc ngô, cắn mẹ 1 miếng này, mua 15 nghìn. Đây cũng nhiều tây ba lô làm khẩu mà đi hẹn lại cô ở mùa đông. Cháu cảm ơn cô nhé, em cảm ơn chị ạ. Các bạn tin không, đúng chỉ với 30.000 một suất thôi, ăn cực ngon luôn. Mùa hè này ăn cực chuẩn đúng không?